Cái này thì dễ không nhỉ? Phút mốt là sao nhỉ anh nhỉ? Thôi. Gì? Bạn là gì với bạn giải gì? Chào các bác nhá, chào chú nhá, chú Đàm nhá, gã đầu bạc nhá. Nó quay chào bác nhá, quay ác lắm, chào và chưa. Vâng. Chưa trang điểm à? À vậy thì cứ chào bác Hữu nhá. Bác nhiều nhá. Cứ phải nâng cốc chúc sức bác nhá. Okay. Nâng cốc chúc sức khỏe. Vâng. Đấy, ok nhá. Đây quay vào cái phong này nó mới thích. Đấy. Anh Trinh. Thế rồi nhỉ? Thế rồi, bắt tay khỏe thế, kéo sái tay đấy. Nào. Bắt ba tay cho nó máu này. Đấy nhá. Đây. Đúng chưa? Đấy, đúng rồi đấy. Đấy. Tốt. À, được rồi, con dâu đây rồi. Tất tao. Quan. Rồi, xin chào nhá. Bắt tay. Tay làm bếp sao là nhiệt tình quá nhá. Học cùng cấp 3 hay là đại tá rồi đấy. À. Đại tá chứ. Hay không nước đi. Vâng, xin mời. Tôi đồng ý liên toàn với bà Văn An ở Tam Quốc Bình Động. Vâng. Quê hương du lịch. Điểm mặt mọi người tí. Cháu chào mợ nhá. Đấy, lâu lắm hôm nay mới được gặp mợ đấy. Vâng. Lớn lần nào đấy anh đi? Cháu là học năm thứ 3. Vâng. Vâng. Cháu bé năm nay vào cấp 3. Mẹ cháu vẫn nhớ lắm ấy. Vâng. Vâng. Tôi nhớ nhưng mà bây giờ què rồi không đi được. Vâng. Không làm đề được. Vâng. Đi sớm quá vậy. Ơ kìa ôm vào. Đấy, đúng rồi đấy. Mấy người cùng ôm cho nó trông nó hài một tí. Đấy, đúng rồi, nó phải nhí nhảnh một tí vậy nó mới đẹp. Xin chào mọi người nhá, cứ hồn nhiên thôi. Đây là thank you.
Chế thì đang cả nhà viễn, đúng không? Đang cả nhà viễn đúng cái gì nữa? Đâu lắm. Ở đây Quang, hai Quang gặp nhau đây, đây lại Quang tiếp đây. Xin chào. Quang này là Quang Kèo rồi. Đi ơi. Họ xem chưa anh? Chưa xem. Xem cái phóng sự ấy. Chưa xem. Không phải bà nội. Không phải bà nội chết đi ạ. Gọi em đây. Rồi chào tất cả anh em nhé. Vâng, chào cậu Phòng nhé. Vâng, xin chào. Vâng, chào bạn Thành, bạn nhớ không? Có Vịnh. À, đúng rồi, nhớ Vịnh, bạn Thành. Mời ông ơi. Mọi người là vui của cháu. Vâng, đây là cậu Thành, cậu Phòng. Cậu Phong ở Hải Phòng nhỉ? Thành phố Ninh Bình. À, thành phố Ninh Bình nhỉ? Phong ở Hải Phòng này là gì chứ nhỉ? À, Hải Phòng á, Hải Phòng thì có là... Vâng. Đây Thành là... Thành gọi bằng gì? Gì Phú đây là... Hải Dì Phú. Vâng. Thơ Phú. Vâng. Hải Phòng. Hải Thơ Phú Hải Phòng. Vâng. Ngày xưa xuống chỗ Khánh Nhạc, chỗ cậu đấy, thời cháu học năm mấy đấy, 87, 89. Tôi ở chỗ nào cơ? Cầu Vượt. À, cháu ở ngã tư Hoa Đô. Tư Hoa Đô à? Vâng. Cầu Vượt là chỗ gần chỗ đồng chí Chiêu camera rồi. Đúng không? Chiêu đồng nghiệp anh em đấy. Vâng. Cậu ở đây lâu chưa? Ở đấy được gần chục năm rồi. À, vậy thì lâu rồi đấy. Vâng, cậu cháu ở đây không biết. Thanh nó cũng thấy nói chuyện. À, đây rồi, Chiến đây rồi. Chào, như là đại biểu quốc hội đây rồi. Xin chào anh em nhé. Rồi. Đấy. Chào anh em nhé. Nhiếp ảnh của tỉnh Ninh Bình. Rồi. Đấy, hôm nay là đồng chí có duyên là Quang Chiến gặp nhau nhé. Cơ duyên đấy. Chơi với nhau nhiều rồi. Đấy, hôm nay có đầy đủ mọi người rồi. Rồi ta tiến hành đi thôi nhá. Hôm nay gia chủ vừa ý kiến rồi, ta tiến hành đi. Mỗi người một tay vào. Quên mất rồi, hôm nọ còn quên mất đông. Đấy. Nào vào mời mấy anh chị em đây nè. Đây phu nhân nhà anh, đây phu nhân nhà Hắc Huân đây. Em gái đây, toàn Hải Phòng đấy. Dạ không nhận được. Em gái Thành á. Toàn. Hôm nay có đông về. Chúc chị em sắp đến ngày mà nhất là ngày thần giáo nhá, lúc nào cũng trẻ khỏe tự tin với yêu đời nhá. Vâng. Vâng, mà các bác nâng cốc đi tí nào. Vâng. Mời bà nhá. Vâng, mời tất cả các bác nhá. Quan tâm cho tí rượu. À. Cho nó khá là ngon là đấy. Úi giời ơi, ông anh ơi, lâu lắm rồi. Chú.
Ê, ê, vịnh, 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 bác cẩm, bác cẩm, bác cẩm, bác cẩm, bác không nhận ra. Rồi, xem gì nhưng mà sao tôi thấy chú là tóc nó thì bạc nhưng mà là tóc thật. Nó mà không bạc cái đấy phải tóc thật. Đấy, bác chú đấy. Chào bác nhé, bác vào đi. Làm nước quán làm làm. Đấy đúng rồi đấy, to hơn người nhá. Lên vào dùng cơm đi. Mời anh đi vào. Đấy anh chào nhá. Rồi xin chào. Ok. À chào anh. Vâng, vâng, vẫn khỏe. Có khi mời 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 cho anh đi đi vào trong nhà luôn. Không đi vào 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 trong nhà luôn. Đi được mấy chuyến rồi? Hà Vân. Đi mấy chuyến rồi? Chào người đẹp nhé. Ờ, người đẹp này, này ai bắt người đẹp sách này nặng thế. Đây rồi. Phải đứng đứng giữ thôi đúng không? Nào nào mời các bác đi. Bác từ từ nha. Vâng. Vâng mời các bác nhé. Đấy không giới thiệu, không giới thiệu được khi em không biết anh Tạo đâu nhỉ. Thôi mời các anh đi, mời các anh nâng cốc tí nào. Rồi mời các bác nhá. Các uống đi không thì đổi họ Nguyễn Thành Cầm bây giờ. Rồi mời bác nhá. Vâng mời các bác nâng cơ lên tí nào. Vâng mời bác đi. Rồi ok. Bác quay ạ. Vâng mời bác uống ạ. Rồi tuyệt vời đấy. Vâng ta là có chị uống rất tốt đấy. Nào từ từ. Nào. Bắt đầu cháu nó quay này. Nào vô đi nào. 1 2 3. Ô 3 thì phải vô chứ. Nào mời các bác nhá. Mặt nhau. Mời các bác nhá. Đấy chụm vào nhau cho thành bông hoa nó đẹp á. Rồi ok nhá. Mời các bác ạ. Mời các bác uống đi ạ. Rồi. Xin mời này chú. Rồi 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 rồi. Mời các bác chụm chụm chén vào nhau cho thành bông hoa nó đẹp ạ. Ok. Rồi đẹp đấy. Mời các bác uống nhá. Cái này là nó thật. Chúng ta lại hết cái này. Rồi tuyệt vời đấy. Lý do chính đáng. Không bảo ai nâng lên lại không uống thì bảo lấy bảo. Chúng ta nâng cốc rô tí nào cho nó khí thế nào. Nào cả nhà coi cùng rô nào tí nào. Oh đẹp đấy. Rồi ok. Rồi mời các bác đi. Vâng mời các bác đi. Mời các bác nhé. Vâng. Đẹp rồi ạ. Rồi ok nhé. Rồi dô. Giáo viên chủ đừng thấy ba chén trà đừng chát xa người ngoan đừng hát thì tôi nơi ai lại phải lòng để bây giờ xa ngõ mới trông ra có mà trông hãy đến chơi nhà rằng mấy đi hãy đến chơi nhà xóm lời hát xuống trên trà mừng nhau xóm lời hát xuống trên trà mừng nhau để dù rằng vẫn biết qua cầu gió bay xa em.
châu đừng cay, giá trên cha đừng chát, do người con đứng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ôm cái trông ra ngõ vào chờ. Dâng cốc lần nữa. Rồi, mời các bác đi. Thành ơi, mời bác đi. Rồi, ok, đẹp đấy. Rồi, mời anh nhá, mời tất cả nhá, cho mời bác nhá.
không chào đón. Tha thiết tha thiết vui, đồng bánh con tàu đi là yêu nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau. Mãi rồi em cũng đợi là yêu nhau. Mãi nơi em cũng chưa nào. Rồi. Mang mang nha. Nào, nâng cốc tí nào. Rồi, ok. Mời mang nha. Rồi, được rồi ạ. Mời mang uống ạ. Bắt tay nhau cái nào, ngồi xong. Rồi, ok. Lâu lắm rồi. Anh này à, cũng bình bình rồi. Ờ, lâu lắm rồi nhỉ. Đó làm ở đâu? Em ở nhà. À, ở nhà. Đi bữa nào qua chơi chẳng. Đây nhá. Ờ, bài chương nhé. Đây, 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 quay đây. Chương nhé. Đứng yên cả nhà nào. Rồi, ok, vẫy tay tí cho nó. Đấy, đây. Đây đây nhìn đây nhìn đây nhìn đây. Đây 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 đây. Bài đồng kính tình nhé. Mời cảm ơn ta nhé. Ok. Mời chú đi. Vâng, mời chú nha. Nhập mầm rất nhanh. Hạm Hoàng Anh Khoa tên kêu thế. Nay học lớp 7 à? Năm 2008. Hoàng lớp Bảo Tứ. Đây đồng chí thân này. Đây là à. Được nhỉ, anh em mình hay gặp nhau thế nhỉ. Bây giờ này cốc to cơ, chơi cốc chơi cốc nhỏ nữa. Đấy đây đây, đây cốc to. Rồi ok. Nào. Vẫn đâu? Tình tính tang nào, anh em mình uống rượu tình tính tang nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế. Nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương em đôi bờ chờ. Theo anh mẹ phố nhỏ thạch thang, trên con đường nắng đổ chẳng ca, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về tiễn thành phố. Cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn tên hoa. Ôi quê ta bánh ta bánh đứng, nơi hào thương đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã qua. Rồi, mời các bác uống nha. Đẹp như giấc mơ, yêu nhau ta thì biển quê, nơi có hồng là chiến đế. Xu gọi chiều về. Ôi quê ta, bạch ta bạch đường. Tiếng chờ kéo, nêm trách mãi siêu. Tiếng sáng hay như sáng chi, sáng mẹ ngồi chỗ này mát thế. Ờ, chọn cái chỗ mát nhất thì ngồi này. Quá rồi. Tình cảm quá vậy. Ông thế này chết rồi. 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 Chết
đừng quên đứng dậy, đừng quên đứng dậy. Mà đừng quên. Ra nhá, cử nhá. Rồi, ra nhá. Ok. Vâng, ra nhá. Lâu lắm rồi nhỉ? À, thưa quý vị, thân mến, ca khúc Tình Yêu Chưa Cảm Xúc Nó. Đó là ca khúc đã trở lại chương trình thanh nhạc chúc phúc cho đôi đời trong buổi tiệc mừng. Anh cảm nhá. Rồi, ok. Cái chỗ ngày này chú làm việc này có tung lên mạng không? Có, bác có cho điện thoại sau em đưa chuyển cho Zalo có gì. Rồi, có rất là nhiều rồi, ok. Vâng, lúc nào có gì bảo bác đi nhá. Chúc mình lần sau nhá. Vâng. Cảm ơn lên đám cưới nó bảo hòa với đồng thanh một cảm ơn mình đối chia tay nhá. Thật chia tay rồi, chia tay các bác ơi. Chào các bác nhá. Anh chủ cho anh em. Vâng, đây đang quay phim ấy. Rẻ lớp nhưng mà như học rẻ lớp như là cùng lớp luôn. Em cũng thích vậy đấy, em toàn đi tham gia lớp của vợ đấy. Tôi là chiến giữa hai vợ chồng nhà bạn đấy. Vâng. Nào cả nhà đứng vào đi, đứng vào đi. Đứng vào anh ơi. Thích luôn vào ngày đấy. Vâng. Chưa lên chỗ nào không im mà tôi bảo thôi em về đi anh về nhanh 539 cái đấy cũng đoạn thôi. Rồi chào bác nha. Biển nha. Có về cưới con Trần Ninh lại đi cùng chuyến xe với nhân viên của bà Hường. À, cái hỏi này. Đấy, vẫn có người gọi tên Huân này. Toàn trung tâm cầu thang máy với xã đấy à? Bà xã đấy. Hôm nay ông mới rồi, nên bắt tay bà xã cái hoa hậu của ông Huân. Chứ ở tầng... Không, ông bảo bắt tay uống rượu. Không giờ bảo cháu bố uống rượu bác tí nhé. Mọi người ơi, anh ơi, ơi. Mọi người ơi, lại gặp nhau rồi. Mới con nọ này lại gặp nhau rồi. Xin mời. Dừng nhưng mà đây là đây. Đây. Nào, xin mời mọi người nhá. Rồi, đây này thì mình muốn san sẻ bớt thì tí anh em ơi. Rồi, ok. Vâng, anh nha. Rồi. Lại rồi mình uống sau cùng nhá, xin hết ly này nhá. Tuyệt vời đấy. Thích ăn canh chứ còn bán con. Bán quá rẻ còn nước. Công nhận thấy nước ở đâu nó ngọt như vậy. Nước có chua. Ôi giời nó ngọt lắm, nó trong. Trong thanh mà ngọt lắm. Lúc về làm cho 4 chai về cho hoàn toàn chai, còn 3 chai mình. Chào các bác nhá. Vâng. Chào bác. Anh Vinh anh. Vâng, đây có anh em mình có thể thê tăng nghiệp tí chứ. Đâu ngồi đi. Không nhà đâu. Báo cáo bác em ở Hải Phòng. Đây là bác gì ạ? Long. Long à? Em là Vinh. Vinh Hạ Long. Cho nên dễ nhớ anh em mình dễ nhớ. Anh Long ở đâu nhỉ? À vào được. À vào. À thế à? Vào đấy gần. Anh ở cơ quan nào đấy ạ? À giáo dục ạ. Nhà mình cụ ông ngày xưa giáo dục. Cụ nghỉ hưu từ năm 96 rồi. Của trung tâm dạy nghề về sau về phòng giáo dục Hoa Lư. Cứ lấy vợ về đấy à? Em lấy vợ Đông Thành ở sau Châu Vàng. Nhà cụ ở đấy. Không, nhà các cụ như em thì quê gốc Thái Bình. Nhưng mà ông thì công tác một đời ở đây 42 năm ở Ninh Bình. Em là đời thứ hai. Nhưng mà ông bây giờ về quê ở đây. Em không ở Ninh Bình. Vâng. Vâng, mời bác dậu với bác lòng nhé.
là ở bên giáo dục sở hay là giáo viên giáo dục chờ đợi đúng không? Ca sĩ mời các bác nhé. Ở đấy giờ cao điểm mà chả nhỉ, đi đến toàn những người vất vả. Bây giờ người chống lên cá sắp ngã rồi kìa. Ok kìa. Bây giờ tôi ngã rồi kìa. Ok kìa. Ok kìa. Ok kìa. Đây. Quay nó phải đủ vòng tròn. Đúng vòng tròn đấy. Rồi. Đúng vòng tròn đấy. Bây giờ gọi là bây giờ thì gọi là chúc chiêu chuối chứ không chúc rượu nữa. Được chưa? Rồi ok. Vậy nhá. Cứ hiển nhiên tự nhiên mới thích. Là ông tình là ông nào? Em thấy anh chụp em kiểu ảnh đẹp quá, mời anh quả chuối. Sao đang ngồi ngoài kia? Cái mâm này chấm điểm ăn khỏe là được 10 điểm đấy nhỉ? Làm tí thôi. Ờ, làm tí thôi. Rồi, ok. Ờ, ok nhá. Nào, chúc rồi thì uống thì không thể đổi họ Nguyễn Mạnh Cầm bây giờ. Bye bye. Nghe từ sáng đến giờ nó là cô dâu rồi. Ờ. Bà. Ai hỏi cũng bảo là ok. Cháu giới thiệu chú rể năm thôi nhá. Chú rể tên là gì? Mấy con trả lời ra. Và chú rể nhà cháu là sinh năm 93. Tên là Đỗ Tùng Anh nhưng mà cháu là em cô dâu. Chào bác Tiến nhá. Vâng, vâng. Chào anh nhá. Vâng. Chào anh nhá. Vâng. Đẹp trai lắm. Phong độ. Như diễn viên. Vâng. Vâng, chào anh em nhá. Xin chào nhá. Bắt tay nhau cái nào. Không, okay. Chiều nay anh em mình gặp nhau nữa mà. Rồi, ok, ok. Ý, chiều nay sáng chiều nay này, chiều nay. Ờ, xin chào nhá. Ờ, chào người anh em nhá. Anh ơi, quay em tí này. Ờ đấy, úi giời hay quá. Hàng xóm tuyệt vời này. Hàng xóm tình cảm thế nhỉ. Được rồi, ok. Đứng lại giấu đi ông kìa. Phải phòng thứ 7 không? Anh nghỉ đẹp mà đứng như vậy nhé. Chiều nay có. Có. Đầu bạc hết rồi đúng không? Rồi ok. Thôi rồi. Anh ơi. Rồi xin chào nhé. Vâng vâng. Chiều anh em mình gặp nhau. Rồi rồi ok. Cái mâm này bổ sung người mà chưa thấy hò thêm món gì à? Nếu có hò thêm không? Để bổ sung này. Mọi người ơi. Đây mà. Rồi ok. Ờ. Rồi vậy nhá. Rượu nhất thế sao đây này? Uống nhiều rượu chứ không thấy nói năng gì. Có bao nhiêu là cái ỉm uống hết. Rồi có thằng cháu đây. Cháu này không ai chăm sóc à? Để cháu ngồi mình tự do vậy sướng nhỉ? Con nói là phải từ các con nó rất thấm nhuần tư tưởng, phải tuyệt đối nghe lời vợ. Vậy mà điện thoại thì không nghe như này, phát lộc. Chị cứ mà chị nhìn cứ nhớ mãi cô Toàn dòng đỏ thứ nhất là cô Toàn bà đứng đây cháu đánh xe lên thôi. Đâu xe đâu? Xe cho đây. À. Vâng. Hôm nào xuống Ninh Bình chơi đi. Hay là mai xuống Ninh Bình chơi đi. Về quê. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Đi chán chết rồi. Để em. Mở cửa cho bà.